Ngày 11 tháng 7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an huyện Thăng Bình vừa vận động bị can trốn truy nã ở nước ngoài về nước đầu thú. Trước đó, ngày 12 tháng 4, Công an Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Phan Văn Thuận, 25 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình về tội giết người. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thăng Bình xác định bị can Thuận đã bỏ trốn ra nước ngoài. Sau khi vận động, bị can Thuận nhận thức được hành vi phạm tội và quyết định về nước đầu thú. Đêm 9 tháng 7, Công an huyện Thăng Bình phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp nhận khi bị can Thuận vừa đáp chuyến bay từ Manila, Philippines xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Công an huyện Thăng Bình đã lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú và hoàn thiện các thủ tục bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xử lý theo thẩm quyền.